Đây là alo cả nhà. Chào cả nhà. Bây giờ cả nhà Huyền sẽ đi xuống nha, bãi biển nó diễn gì buông qua. Tụi Huyền sẽ đi kiếm cái gì ăn các bạn. Nãy giờ hai cha con Alex đi bơi á, Huyền thì Huyền không có bơi ha. Huyền ở trên lầu. Huyền bị ám ảnh, Huyền không có ngủ ngon ở nhà. Bị ám ảnh cái chuyện hôm mấy hôm bữa đó, cái Huyền ngủ không có ngon. Đây nè, Huyền cho các bạn coi nè, ở đây là có nước đồ miễn phí ở cả nhà, cho nên là mình cứ việc lấy thôi. Tại vì nước ở đây mắc lắm các bạn, một chai một một chai nhỏ như vậy nè là 2 euro, rồi chai lớn là 3,5 đô. Bây giờ ba ba có euro. Bia là có 1 euro một lon thôi. Ngộ vậy đó. Lúc trước cái khách sạn kia tôi Huyền ở nó có để nước cam đồ luôn nữa anh ha. Cam bia rồi rượu quang luôn á. Không, rượu vang cái đó là buffet, nhưng mà ý em nói nó để ở ngoài này nè, là có mấy cái thùng nước cam cho các bạn lấy nữa. Cái đây như là nói nó là nó. Bán anh, em thấy có người trả tiền vậy. Hello cả nhà, hiện tại Huyền với anh Hùng đang ở phòng khám của bác sĩ ha. Ngày mai tụi Huyền về lại Na Uy rồi, cho nên là Huyền muốn anh Hùng khám tổng quát lại cái tim mạch về huyết áp như thế nào á. Thật ra thì anh Hùng anh khỏe, anh trở lại bình thường rồi các bạn. Nhưng mà Huyền muốn yên tâm hơn á. Bởi vì Huyền sợ lên máy bay, nếu mà nó xảy ra một tình huống như vậy nữa thì Huyền sợ lắm. Đó thì hôm nay anh Hùng sẽ đo huyết áp, rồi người ta khám tim mạch, test máu một chút xíu thì mọi thứ ổn hết, bình thường không có vấn đề gì cả nhà. Đó, còn bây giờ thì tụi Huyền sẽ đi xuống phố Bamanuva để kiếm cái gì ăn, dạo phố chút xíu, rồi tối nay tụi Huyền về thu dọn hành lý, ngày mai tụi Huyền lên đường ha. Xa xa thì nhìn cái y phần chang, lá là thế với lại nó có cái bông á, nhìn giống có trái cái me. Đó. Chỗ nào mà đông buổi chiều á các bạn, bây giờ là chiều rồi nha, đi bộ đã lắm. Cái này, chỗ này là chơi đó, cái chỗ này là khách sạn của mình đó, cái chỗ này tuột nè, cầu tuột á. Anh là cái khách sạn của tụi Huyền nó bự, nó dài ra tới ngoài này luôn nè. Hai cha con Alex đi bơi xong rồi đói bụng, giờ thì tụi Huyền đi kiếm đồ ăn. Ở đây mình thấy nơi nào nó bán cũng dúng dúng hết ha. Còn cha con thì cưng không? Cha con cưng không? Cưng không? Khoái hả? Lại khoái à? Muốn hỏi ra xíu rồi mà qua. Dạ, chơi coi đi. Ô, con nào cưng nhất Alex? Ờ, chết rồi. Anh có hành giống bà la quá hả? Đó mà rành mà sao giống bà la? Bà la đâu có rành đâu. Bà la. Cái này mang chắc con. Em muốn mua một cái đó. Ảnh, tặng ảnh đi. Anh lấy cái thích kỷ niệm Mallorca. Chán là đêm về ổng làm thu thôi. Ê, thế chán cái con đó hả? Ồ, dẫn chó đi chơi vậy đó ha. Ồ, nó sủa nữa kìa. Sao nó không có đi? À, đi vậy đó hả? Trời ơi, đi lâu vậy đó hả? Ôi, chán rồi lấy. Cũng búng nè. Ồ, đây có mấy mực nè, hay vậy. Mực này chơi làm sao ta? Mua này chừng về Việt Nam á, bơi. Mấy cái kính ở trên đó anh thấy mấy đứa nhỏ nó bơi vậy đó. Nó bơi đúng mấy rồi, kính đó nó đó. Có kính hết nè.
thì Alex mình nó không chịu đeo kính đâu, ảnh hưởng mất cái này là nói gì nè. À, đúng rồi, tụi nó đeo mấy cái này nè. Dạ, nó bự bự thôi á. Cái này nè, mấy đứa nhỏ đó. Alex là dừa. Thôi, mấy cái súng nó chán rồi. Ồ, ở đây có mấy ông Phật, người tượng mấy Phật nữa nè. Grill house. Các bạn nào mua lưu niệm không cả nhà? Souvenir này nha, đủ cỡ hết á, lớn nhỏ gì có, cái ba phải mấy euro. Cái này khui bia đó cả nhà, cái này khui bia xong cái uống cả lộn lấy đập luôn. Quay cho vui thôi nha cả nhà, cười không? Đẹp ghê á, ôi. Cái nhà coi cây nó nè. Đẹp không? Làm ở trong nó rộng. Chơi đi đúng. Nó tự cách á, cái này nghệ thuật ghê ha. Nào phải chơi. Cái này giống chơi quýt chơi cam gì phải ta. Không biết phải cây quýt chơi cam không, nhưng cái lá nó hơi giống á. Không phải ha. Nè cái nhà. Hàng lốp lốp luôn, toàn cây đây không à. Hay thật á. Cắt hai chị cắt trời. Hay ha. Đó nửa cái cây đỏ ở nhà cắt như vậy. Ở đây đẹp quá. Chiều chiều mà đi dạo như vậy quá hạnh phúc nè. Nhất là khí hậu nha cả nhà. Quá mát mẻ quá tuyệt vời. Dạ. Cái này nó không phải như khí hậu như Na Uy mà cũng không phải như Việt Nam, nó nằm ở đâu chính giữa. Nó dễ chịu lắm các bạn. Cái hậu nó mát mà nó mát mẻ lắm. Mát, nó dễ. Ở Na Uy thì quá lạnh, ở Việt Nam thì hầm hầy nóng được nha. Còn ở mấy cái bar này sao giống sailing club dữ cả nhà. Giống sailing club á này. Giống không? Đẹp không? Cái gì sailing club? Sailing club ở Nha Trang á. Giống gì sao? Cũng hơi giống giống. Nè. Bữa nay bận đêm rồi. Còn đêm là vui lắm á, ha. Rẹ lại ngồi uống sex on the beach. Alex, uống sex on the beach không? Thôi kìa. Alex nè, qua đây cũng dúng Tây Ban Nha luôn rồi. Cái da nâu quá đen á. Đầu mũ rồi nè cả nhà. Alex dúng như Tây Ban Nha luôn rồi đó. Mấy đứa nhỏ đây da đứa nào nó nâu. Nâu mà thấy sợ luôn. Ủa biển, hai cái bãi biển này nó quá dài luôn á em. Hồi nãy giờ mình đi quá trời đi luôn mà mới cái tới khúc dưới đây nè cả nhà. Mà cát không vậy đó. Nè cả nhà thấy không? Cát mịn. Thấy cát mịn ghê nè. Ở xa xa có mấy chiếc tàu. Gì vậy? Divina. Đáng lẽ là phải mua cái áo Mayoka. Ở đây Maloka nhưng mà ta đọc là Mayoka. Mayoka. Ở đây có mấy cái cây này rất là nhiều luôn cả nhà. Trời ơi, xanh reo luôn ha. Đẹp quá. Maloka công nhận đẹp. Ở nơi nào cũng đẹp hết cả nhà. Đường đi bộ này cả nhà thấy không, nó rộng mênh mông luôn. Nè. Mênh mông luôn. Khách sạn này quá đẹp luôn. Có ban công lớn rộng nè, nhìn ra biển. Trước mặt cái khách sạn này có cái quán bar. Quán bar này cũng đẹp nè. À, Besu Beach Mallorca. Đó, khách sạn mình đang đứng á. Nó có tên là Besu Beach Mallorca. Cái nhà đẹp quá luôn. Tới đây ở là thôi chứ. Tới đây ở là khỏi đi đâu xa ha. Nếu mà tắm biển á cả nhà thì mình khi
đi ra ngoài biển thôi. Sáng sớm chạy ra để bơi, bơi một vòng, rồi chiều bơi một vòng, rồi đi dạo phố trên này cũng rất là tiện nè. Ủa cái bãi mình cũng lẽ lúc trên kia. Mà công nhận ở đây biển nhiều quá hai em ha. Hay gắn liền với biển không à? Nè. Ồ, đẹp quá. Thử ra mà Alex ra. Khách sạn gì đây? Seho B này, khách sạn này cũng nó đẹp này, cũng gần biển này cả nhà. Ở dưới là cũng có nhà hàng quán ăn nè. Restaurant Sandro. Đó, ở mấy cái chỗ đây này quá rất là thoải mái nè. Ra một cái là khó liền. Ra một cái, ra một cái là tới có bờ biển để tắm liền. Mình đến gặp á. Dạ. Cả nhà nhìn cái cây nè. Quá đẹp luôn ha cả nhà. Hôm nay tụi Huyền vô ăn món Thái nha cả nhà. Đi mấy xong này. Mấy bữa ăn Tây Ban Nha nhiều quá. Mấy bữa nay tụi Huyền ăn Tây Ban Nha nhiều quá. Bây giờ thèm đồ châu Á cả nhà. Đó thì cái chỗ này là hôm bữa tụi Huyền đi, tụi Huyền ghé, tụi Huyền có thấy cái tiệm này nè. Cái quán ăn này cho nên là quyết định sẽ lại thử ha. Vì mấy cái số luôn mới tới. Tiếng hồ, bởi biết. Ở đây có một cái hình Phật này cả nhà. Bia này ngon chứ. Giống bia, giống bia Ấn Độ á. Dạ. Ở nhà anh có cái máy chai á. Ừ. Dạ. Rồi ghiền cái hơi rượu đó không nhỉ? Mày ghiền cái rượu đó. Bia nhưng phải rượu đó. Ừ. Ê, từ lúc nào mà Hường đi quán Hường toàn kêu bia rượu không vậy ta? Từ lúc qua đây chứ hả? Đúng rồi. Nhưng mà Scone. Không biết là phải được thấy thật công nhân nhưng mà thấy như Tây làm không ạ? Ừ. Liêu liêu. Rồi Alex ăn giỏi này coi. Để bà để lên cái miếng này cho Alex nè. Đây là món Thái này cả nhà. Thấy ngon quá ha. Ngon á. Nhìn thấy hấp dẫn nè, cái món bánh Thái nè. Nói đẹp quá. Dạ. Cái chân không cũng ăn tiền rồi nè. Ờ. Cái trình bày đấy ha. Hôm nay nhà Huyền sang món Thái, Huyền kêu món bát Thái á cả nhà. Anh Hùng thì cà ri. Xong Alex thì ăn cơm chiên. Hôm nay Alex ăn hết dĩa cơm này là Alex khỏe nè. Ngon á. Ngon hả? Mời cả nhà cùng ăn nha. Tụi Huyền ăn nhanh rồi đi về các bạn. Ngày mai tụi Huyền lên đường rồi. Thật ra chuyến này đi thì tụi Huyền cũng không quay gì nhiều cho cả nhà ha. Định đi chỗ này chỗ kia nữa nhưng mà do sức khỏe rồi nó không được tốt cho nên là tụi Huyền cũng không có dám mướn xe đi xa các bạn. Sợ á, Huyền bị ám ảnh. Ám ảnh quá. Sức khỏe của bà ba hả? Thật ra giờ anh Hùng anh khỏe rồi nhưng mà tự nhiên Huyền bị ám ảnh á. Cái kiểu nó vậy á. Thôi ăn đi con, mời cô chú ăn nè. Chú nè. Anh ơi cho thím hai ba chỗ nữa mà. Cái vị giống em nấu không? Cái này nó dùng nước cốt hơi nhiều, hơi béo. Vậy hả? Nó dùng cũng, cream. Cũng không có cây gì nhiều. Vậy hả? Thử không? Thử một dạ, chút nữa em thử. Rồi, ok. Wow. Đây nè. Em kết bạn trong Roblox nha con. Bây giờ con ăn đi con. Để Huyền sẽ ăn thử coi nó như thế nào nha. Huyền thấy cái cách trình bày là nó hấp dẫn rồi đó cả nhà.
quá hấp dẫn luôn á, đẹp á. Mời cả nhà nếm thử cũng ngon lắm. Tụi nó cay gì mà anh Hùng nó không cay, Huyền ăn Huyền thấy cay á. Anh Hùng chỗ này không ăn cay dữ gì. Còn cái này thì Huyền ăn Huyền thấy cũng vừa miệng lắm, ngon lắm. Có thể đầu bếp châu Á luôn á. Ừ, có thể là nó muốn Thái đầu bếp luôn á cả nhà. Nó cũng như squash chúng em xưa nè. Đúng rồi, squash với lại măng măng gu nè. Dạ. Nó hơn cái này một chút thôi. Uh-huh. Chỉ nó có súp này. Champignon. Ok, mời cả nhà ăn lần nữa nha. Ngon lắm. Kết món này đó. Ba đang quay mẹ. Cây quấn mất đêm là cả nhà. Ủa sao trời? Mùa hè là ở đây du lịch đông lắm mà nói á. Disculpa. Giờ này chưa có chương trình thiếu nhi nha. Dạ, lấy hả? Tụi Huyền về đến phòng rồi. Ban đêm đây nè cả nhà. Bây giờ là mấy giờ rồi anh? 7:40. Mà trời vẫn còn hơi sang sáng thấy không cả nhà? Đó. Đẹp ha. Ở bên xa xa là núi á các bạn. Xung quanh đây là toàn là khách sạn không? Toàn khách sạn không nha cả nhà. Đó, bên đây cũng thấy biển nữa nè. Cũng thấy biển hơi hơi nữa. Mới đi 4 ngày rồi nhanh ha. Còn bây giờ thì tụi Huyền sẽ thu dọn hành lý các bạn. Sáng ngày mai thì 1 giờ tụi Huyền bay ha. Nhưng mà chắc là 12 giờ mình có mặt. Chắc là ra sân bay tụi Huyền phải ra sớm. Dạ. Để mình check in luôn rồi đó. Nó để close này giống như bữa đó. Dạ. Nó đóng cửa này, nó đóng cửa này mấy giờ này. Hôm nay ở bên cái khách sạn ở bên kia có tổ chức văn nghệ cả nhà. Nhạc quá trời nhạc luôn, tới khuya rồi vẫn còn nhạc ồn ào. Sôi động lắm. Wow. Tụi Huyền thu dọn hành lý xong rồi, sáng ngày mai là tụi Huyền lên đường. Alex nè. Ban đêm đẹp hết cả nhà ha. Nhìn cái hồ bơi xanh trong vắt rồi cả nhà. Các bạn có nghe tiếng nhạc không? Huyền quay Huyền nghĩ chắc các bạn nghe á. Chuyến này tụi Huyền đi chơi thì cũng không có được trọn vẹn lắm ha. Cho nên là Huyền cũng trông cho về sớm cả nhà. Để cho anh Hùng đi khám sức khỏe coi như thế nào á. Thì cũng bên Huyền cũng khuya rồi á. Huyền tạm biệt cả nhà tại đây. Hẹn cả nhà clip tới nha. Bye bye cả nhà.